Đấy, tôi hỏi cô Phúc Hà bây giờ đó, cái lòng từ ở đâu? Một con người có lòng từ không bao giờ mà dạy chim sâu để mà từ mẹ ruột. Bỏ đi nghe. Thì cái đó là nó quá khùng mà. Ông khỏi cần nói là Úc Hà giải cứu thì lối sớm ta bực bội, hay hoặc là người ta sợ, nhưng nó khùng điên, nó giết người, người ta cũng dẫn đem nó vô trại tâm thần rồi. Quan niệm Úc Hà đó là để đợi cho chim sâu nó bệnh, nó nặng, bệnh nặng rồi mới đưa vô bệnh viện tâm thần. Còn lúc mà nó còn đang nhẹ đó, có khả năng cứu chữa kịp thời đó là thâu không cần. À, bây giờ là cái van giống như bây giờ chim, cái con Úc Hà nó là cái nhà nó đang giống như cả một cái đống lửa cháy đó, là nó chưa chịu dập lửa đâu, chờ nó cháy nửa cái nhà đi, hoặc là gần cháy xong cái nhà rồi nó nháy vô gọi là dập lửa. Y xì trong cái tình trạng của bệnh tình chim sâu hiện bây giờ. Hiện bây giờ nếu chim sâu được điều trị, được điều trị, được theo dõi và điều trị đúng lịch trình, đúng liệu trình của thuốc, theo cái gọi là của bác sĩ, chắc anh chim sâu nó sẽ hết. Có một số bà con cũng đã liên lạc với tôi, cũng giới thiệu một số bệnh viện rất uy tín, hoặc là một số cái ngôi chùa mà người ta cũng đã từng có người thân như chim sâu và đã đưa vô đó, cũng đã được điều trị rất ok. Sau một khoảng thời gian điều trị thì con của người ta là nó vẫn tỉnh táo bình thường, nó vẫn lao động sản xuất bình thường. Thì người ta có điện qua cho tôi và cũng có những cái lời gọi là cũng chia sẻ những cái nơi, những vị trí mà trị được bệnh giống như trên sau. Mà cái như là thật sự những người điện qua đấy, đại đa số họ bức xúc cho gọi là cái tình thương của Úc Hà dành cho chim sâu. Hiện bây giờ chim sâu còn có khả năng trị bệnh, trị bệnh được, và khoảng thời gian trị bệnh nó không dài, thì Úc Hà nó lại không có quan tâm. Nó bảo rằng khi nào chim sâu nó nặng lắm rồi mới đưa đi, chờ nó mà đánh người, chờ nó mà có những cái gì đó, cởi quần chạy long nhong ngoài đường rồi nó mới đưa đi. Ủa sao kỳ vậy? Cái lương tâm của mày bây giờ mày để ở đâu Úc Hà? Mày phải biết là bây giờ nó thật sự con của người ta bệnh, thì bây giờ mày phải là tìm cách mà trị kể như là sớm nhất và nhanh nhất chứ. Ai đâu mà chờ, mà chờ mà lúc nó bộc phát như vậy đó rồi mày mới đưa đi hả? Đồ tình thương của người mẹ đó quý vị, tình thương của người mẹ nuôi đó. Bây giờ còn đằng này á, là nó rất là thương thằng Long. Nó bị phờ, nó không nói được tiếng rõ ràng, rồi nó cái đầu óc nó thì cũng tiểu năng. Nó thương thằng Long, nó cũng khờ, đầu đầu óc cũng thiểu năng. Rồi sao nữa? Một chút nào thôi, chứ đâu phải đến nỗi mà phải đem nó vô trại tâm thần. Nó nói chim sâu có bị tâm thần nhưng bị một chút nào thôi. Bị một chút nào sao tự nhiên nó có giấy chứng nhận mày? Hả? Bị một chút nào mà người ta có giấy chứng nhận đó. Mà bây giờ nó thật sự người ta mới vừa gọi là, cô đang ví dụ đi, giống cái bệnh ban đầu nó vừa tái phát thì mình phải đưa đi ngay chứ, đưa điều trị ngay chứ, mới thể hiện là cái gì, cái sự từ bi bác ái của người mẹ nuôi chứ trời. Chứ bây giờ mày chờ con người ta mà nó quằn quại, nó đâu mà gọi nó ra đường rồi nó chặn người này, nó tấn công người kia đấy, rồi mới đưa đi, thì lúc đấy còn cứu được hay không hả? Lúc đấy là nó thật sự với con cứu là 50-50, nhiều lúc là nặng quá cũng không cứu được. Đó, hiện bây giờ nó cái như nó lên gọi là chống chế. Tại sao chim sâu bây giờ đó nó nhẹ như vậy đó mà phải đưa vô bị bệnh, đưa vô bệnh tâm thần, đưa vô bệnh viện đó. Hỏi chứ bây giờ cô chú nghĩ đi, bây giờ tất cả đầu óc nó đều thương mình thằng Long, không cần của cải gì chân đó. Bây giờ mà đem nó đi vô trong trại tâm thần, có phải giết nó chết không? Đưa chim sâu đi trị bệnh là giết chim sâu chết chứ quý vị. Và cái vấn đề, cái câu mà bà con nghe chắc rất rõ đúng không? Hiện bây giờ chim sâu nó không cần của cải, không cần cái gì hết, nó chỉ cần mỗi thằng Long thôi. Hèn chi mà trong suốt những tháng vừa qua nó thật sự mạnh thường quân cho tiền chim sâu, bây giờ chim sâu gọi là trắng tay. Chim sâu nó đâu có cần tiền đâu, cần mỗi anh Long thôi, chỉ cần anh Long khịa xíu là chim sâu sẵn sàng dâng hết. Đấy, dâng hết tiền luôn, tình nó còn dâng được mà tiền là cái gì đâu quý vị. Cho vấn đề ở đây vì sao chúng ta hiểu rằng đó, vì sao trong suốt khoảng thời gian vừa qua mà bà Út gà đó, bà có căn nhà như vậy đó, mà kể như là bây giờ chim sâu nó không có bất kỳ một cái gì,
Vì chim sâu người ta có cho chim sâu đi chăng nữa thì tất cả những cái vấn đề đó là chim sâu nó không có hưởng. Từ thằng Lâm Tứ đến là bà, cái như là bà Út Gà, à, bà Út Gà bà cũng là đề đầu bà lái. Thậm chí rằng tôi đang nghe một thông tin, à, có một thông tin là cực kỳ quý giá, à, có nghĩa là những cái khoản tiền đô, à, trong cái ví của chim sâu, à, thì nó để trong căn nhà của bà Út Gà thì kể như là cũng không quạt, không cánh mà bay luôn. Tiền mà để trong ví, à, mà để trong cái phòng ngủ chỗ nhà bà Út Gà mà không cánh mà bay, à, tiền đô đó quý vị, mấy đồng tiền ngoại tệ đó. Mà tôi hỏi quý bà con bây giờ trong nhà đấy mà ai đâu mà lấy hay vậy? Cho nên chim sâu nó không cần tiền, nó đâu có biết giá trị đồng tiền. Mà một người đó biết nhận tiền mà không biết giá trị đồng tiền, à, thì dễ trở thành một cái miếng mồi, dễ trở thành một miếng mồi ngon cho những người như Lâm Tứ, như Úc Hà này lắm quý vị. Người ta chỉ biết nhận tiền, người ta không biết giá trị của đồng tiền. Đấy. Và Úc Hà cũng đã khẳng định cái vấn đề đó. Chim sâu nó đâu cần tiền đâu, đâu cần nhà cao cửa rộng gì, nó chỉ cần có mỗi anh Lâm thôi. Đấy, thì đến bây giờ thằng Lâm nó quay phim lên, Úc Hà quay phim lên, để đầu người ta cho tiền chim sâu. Tôi đang ví dụ nha, cái này thì nó thật sự cũng chẳng ám chỉ Úc Hà đâu. Úc Hà quay phim lên, rồi người ta cả như là gửi tiền qua cho Úc Hà, ở ngày mai em gửi cho chim sâu cả như là 100 đô, đúng không? Thì trước ống kính là tôi đang ví dụ, trước ống kính là Úc Hà trao, sau ống kính là cả như là chim sâu nó bỏ rơi ở đâu đó rồi, cả như ai đâu biết quý vậy. Chim sâu nó đâu có cần tiền đâu, trao thì trao cho lấy lệ, trao cho quay phim, chứ thật sự chim sâu nó đâu biết giữ tiền. Rồi đồng tiền đó, rồi ai là người giữ, ai là người hưởng? Và chúng ta cũng đã thấy trong suốt một khoảng thời gian dài, à, người ta đưa chim sâu tiền, cho chim sâu tay này, Lâm Tứ nó ngồi cả như bên đây nó chồm qua, nó cũng giật cái tiền để nó bỏ túi, đúng không? Đấy là những cái thực tế đó. Và vì sao cái số tiền mà vừa rồi thằng Lâm Tứ nó không làm ra công lên việc xuống thì nó vẫn gửi tiền về cho mẹ nó, là tôi hỏi có vậy tiền đó ở đâu? Hả? Ở tối nó đi làm thêm mà Lâm Tứ làm thêm cái gì? Không có kiểu gì giải cứu kiểu đó là nó chết chắc luôn á, chứ không có giải cứu đường nào được chứ. Nói thiệt, nếu bây giờ mà đem con chim sâu mà ra khỏi Hàng Long rồi á, bảo đảm con khủng nó sẽ chết chắc luôn. Nếu mà bắt áp lực nó mà nhốt nó lại rồi đi ha, nó đi ra không được, nó kiếm Hàng Long không được rồi á, nó kêu gào thảm thiết, nó khóc hoài khóc đêm rồi, biết nó cũng chết, nó không ăn không uống, nó kêu gào thảm thiết là nó chết chắc luôn á. Hai bà con thấy không? Đấy là cái cách giải thích của Úc Hà vì sao mà không đưa chim sâu đi trị bệnh, à, vì là sợ chim sâu nó chết đó, đi trị bệnh nó vô bệnh viện đó, à, Úc Hà mày thấy không, à, hồi giờ đã vô bệnh viện tâm thần chưa, có rất nhiều ca mà nặng hơn cái quý vị, à, nhưng mà vô đấy là tùy theo bệnh, à, tùy theo người, người ta kể như là bệnh nặng người ta đưa một khu riêng, bệnh nhẹ đưa một khu riêng. À, chứ không phải nói kiểu như một con dốt như Úc Hà mà lên cộng đồng mạng để ma mị. Trời, Úc Hà nó nói như thơ rây đó mà nhiều người comment cho trời, Úc Hà nói đúng quá trời. Bây giờ chỉ có mỗi thằng Long thâu, bây giờ có mỗi thằng Long thâu, chứ còn nếu mà tách thằng Long là chim sâu nó sẽ chết đó. Một trong những cái mà nó bao giờ hèn chi trong cái suy nghĩ của Úc Hà nó như vậy đó. Cho nên là bây giờ nó bắt cấp thằng Lâm lên phải ở chung với chim sâu luôn, để cho cái chim sâu nó ở lại đó, nó quay phim, đúng không? Chứ còn thằng Lâm mà bây giờ nó thật sự cha mẹ nó đâu ở nhà, nó còn không gì à, dễ gì nó gì à. Bây giờ lên đây có chị Hà là cái như sướng quá rồi. Bây giờ lên đây là có chị Hà là cái như là cũng cưng chiều mình quá rồi. Chứ là có chị Hà là cục cưng đến là sướng quá rồi, mùi tai quá rồi, làm chi có chuyện mà đi về nhà để lo cha đâu mẹ yếu, đúng không? Cũng vấn đề ở đây quý bà con, Úc Hà nó nói ngọt quá, thằng Long nó mùi nó nghe, rồi ở lại đó, có thằng Long ở lại chim sâu mới ở lại, thấy không? Còn thằng Long đi là chim sâu nó sẽ đi, thầy chim sâu đi là Úc Hà nó kể như nó sẽ đi tìm, nó sẽ không có thời gian nó quay. À, không có nhân vật nó quay, à, không trở thành một vị Bồ Tát sống được đó. Qua cái câu từ này nói của Úc Hà đó là chúng ta thấy rất rõ là cái bản chất Úc Hà nó đã thể hiện quá rồi. Mục đích mà để cho thằng Lâm ở lại đó
để cho chim sâu nó cũng ở đó mà Úc Hà nó trở thành một cái miếng mồi để Úc Hà nó kinh doanh. Đó. Úc Hà đâu có từ bi. Từ bi bây giờ đó, nó thật sự Úc Hà đưa vô bệnh viện khám đi, người ta có cách hết á. Mày đừng có nghĩ bớ. Người ta được đào tạo ra, người ta có chuyên môn, người ta biết dùng cái loại thuốc gì, dùng những ngôn từ gì để trị những căn bệnh này. Những người có trình độ, có được đào tạo hẳn hoi rõ ràng, chứ không phải một cái dạng người gọi là cái ba dơ như Úc Hà mà lên gọi giải thích cái chuyện khoa học. Bỏ đi. Bệnh tình chim sâu như vậy đó mà nó lên nó giải thích như vậy mà tôi nghe nó thật sự quý con, tôi không muốn nói con này tôi phải nói. Để sao? Để cho nó bớt ma mị cộng đồng đi, nó bớt lừa gạt như một số người mà còn uống thuốc lú. Giúp người thì phải là đưa người ta đi trị bệnh một cách gọi là nhanh lẹ quản chứ. Ai đâu mà cố tình câu giờ. Đó. Câu giờ để quay, câu giờ để mà cái như là kêu gọi. Ủa sao kỳ vậy? Mà lên vẫn còn ma mị được. Tôi nói đây là một trong những cái ma mị quá dơ của Úc Hà. À. Chứ tự nhiên mà biểu biểu đem con Phụng bây giờ đem vô giải cứu nó bằng cách cứu thương nó, thì đem nó vô trong trại tập trung, đem nó vô trại tâm thần. Nó quý khán giả thấy không nói vậy đúng không? Chàng đét ơi, tự nhiên rồi đem nó vô trong trại tâm thần, đem nó vô trong trại đó, rồi không có thần lông, rồi nó thương nhớ, rồi bị nhốt lại ra không được, rồi nó kêu gào thảm thiết. Rồi theo gọi ha, nói thật sự quý vị nha, tôi cũng tu dữ lắm quý vị, nói thiệt tôi tu mà nói thật sự đạt 8 quả rồi, chỉ cần mà không gặp con Úc Hà là tôi đạt thành 9 quả đấy, mà do gặp Úc Hà bây giờ nó tuột xuống không còn quả nào luôn. Có nghĩa nó lên cộng đồng mạng nó ma mị, mà tôi là tôi nói thật sự, tôi mà nhìn thấy là tôi thất ba gai, không nói không được. Bây giờ mà nó lên nó còn ma mị vậy, bây giờ cá chết cá sống gì nó vẫn để cho chim sâu ở ngoài. À, vì có thằng Long, nó nói một câu thế này, có thằng Long đó, là thằng Long nó cho uống thuốc hàng ngày. Rồi thằng Long á, rồi thằng Long kể như là nó chăm sóc cái chim sâu hàng ngày thì chim sâu sẵn sàng hết bệnh nhanh hơn. Còn bây giờ đưa vô đấy là chim sâu không có thằng Long, là chim sâu nó nhớ, nó thương, nó khóc và chim sâu nó sẽ chết. Đó là cách giải thích của Hà. Có nghĩa là từ trước giờ đó tôi nghĩ là có một mình chim sâu nó bị bệnh thần kinh. Mà khi mà tôi nghe cái clip này, tôi nghe xong clip này, thì bên cạnh chim sâu nó có thêm Úc Hà nữa quý vị. Đó. Thì có những người bị bệnh thần kinh mới lên giải thích những cái vấn đề nó liên quan đến thần kinh mà nó vớ vẩn. Tự nhiên bây giờ con người ta đang đau yếu bệnh tật, đang cần cái sự chăm sóc của bác sĩ. Đó. Đang cần có một chuyên môn để người ta chăm sóc. Chỉ cần đưa vô đó là người ta sẵn sàng người ta chăm sóc. Người ta sẽ có một liệu trình điều trị nó phù hợp. Chứ đâu phải nói như một cái rốt như Úc Hà. Đúng không? Mà vì sao không đưa vô đấy được? Vì đưa vô đấy rồi nhân vật đâu mà Úc Hà nó quay. Đưa vô đấy rồi làm sao nó kêu gọi tiền của Mạnh Thường Quân được. Đúng không? Có nghĩa cũng phải để chim sâu ở ngoài này chứ. Còn đưa vô đấy thì muôn vạn khó khăn dành cho Úc Hà. Tiền thì nói thật sự giai đoạn kinh tế khó khăn. Bây giờ mà nói thật sự bà con thấy những cái clip mà có Úc Hà nó quay những cái nhân vật khác không có view. Chỉ cần quay chim sâu là view nó lên ào ào như vậy đó. Tôi nói quý bà con, một cái clip nó quay chim sâu nó cũng là bỏ túi khoảng là được đôi 300 ngàn tiền cả những YouTube. Ít ra nó bỏ túi được đôi 300 ngàn. Tôi nói bây giờ làm cái gì? Anh ở nhà rồi đi quay chim sâu đó, cả vợ lẫn chồng. Đấy, rồi quay lên đó rồi vừa tiền YouTube rồi vừa được những cái vấn đề khác. May may gặp Mạnh Thường Quân họ liên lạc là vô mắt. Mất chi nó làm việc khác. Mà đi giúp người là giúp tùy tâm, giúp cái như là gọi là tùy duyên. Mà bây giờ nó đưa ra cái mục tiêu là nó chọn giúp những người mà đau yếu, mà cái như là bệnh tật nó không giúp đâu. Giúp những người bị thần kinh đó, nó giúp những người bị câm điếc, nó giúp những người này không có một cái tiếng nói ở cộng đồng. Họ nói có 10 lời, họ nói có ngàn lời, không bằng Úc Hà nó nói một câu. Đúng không? Dù họ nói là lĩnh lời thật, nhưng mà cộng đồng mạng chúng ta không tin. Khi họ nói ra đấy, con này nó khùng, nó nói chưa chắc gì nó nói đã đúng. Đó. Nhưng những vấn đề đó quý vị, Úc Hà đang kể như là đang mê vô những cái hoàn cảnh đó. Một trong những hoàn cảnh rất dễ kể như là lấy lòng Mạnh Thường Quân nhất. Cho nên thôi, Úc Hà khuyên một câu, bớt ngáo đi, tỉnh dậy. Mình đã cho người ta uống thuốc lú rồi, cho một số fan của nó uống thuốc lú quá nhiều.
Thì bây giờ đó mình bớt ngáo đi, mình tỉnh dậy đi, rồi mình kể như là đưa thuốc cho mấy người mà uống thuốc lú chỗ Úc Hà đó tỉnh ra bớt. Làm cho các cái chuyện con người ta đang đau, con người ta đã bị tâm thần đồ, bây giờ bảo đưa vô đấy là nó chết đi, nó nhớ thằng Lâm nó chết đi. Bây giờ hỏi thiệt, ai nhớ thằng Lâm đó. Vấn đề bây giờ đưa chim sâu vô đó thì thằng Lâm chắc ăn nó sẽ không ở tại Vĩnh Long, đúng không? Thằng Lâm chắc ăn nó sẽ đi về nhà đó. Bây giờ tôi hỏi với con, chim sâu nhớ thằng Lâm hay là ai nhớ thằng Lâm? Phải phân biệt rõ ràng nha, chứ đừng nhớ bậy bậy chết á đó. Cục cưng đâu rồi? Ở thưa quý bà con, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả quý bà con chúng ta lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV xin một lượt like, và bà con nào mà cảm thấy cái clip này nó có một sự lan tỏa, vui lòng chia sẻ giúp cái clip này để cho mọi người cùng tiếp cận một trong những cái thông tin này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả quý vị. Bye bye cục cưng Úc Hà nhé. Tạm biệt.